Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người thương thăm viếng hồn con, ban xuống cho con ngân trang chứa, trao dồi cho đến ngôi thánh đường. Nguyện xin Chúa ngôi ba đôi nghe lời con thiết tha, tình thương bên ấm u con ngày đêm, nhận thâm xác hồn tràn lạc ở thiên. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, ước Cha trị đến, ý Cha dưới đất cũng như trên trời. Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa trước cam dỗ, cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ ơn Chúa đã đối thương đến những bệnh nhân ung thư. Người đã mang đến thế gian này một người cha nhân hậu với tấm lòng yêu thương cho không, một người cha với đời sống ăn cây cỏ mang hạt giống, đời sống buông bỏ của cải vật chất, và 20 năm nghiên cứu công trình khoa học cháo nano, thảo dược nano hỗ trợ điều trị bệnh ung thư, mang lại niềm vui, niềm hy vọng sống cho các bệnh nhân. Hôm nay chúng con họp nhau đây để tung hô chúc tụng danh Chúa và cảm ơn Cha đã phù hộ cho các bệnh nhân hoàn thành chương trình hỗ trợ điều trị đạt kết quả cao. Cúi xin Chúa sáng soi cho chúng con được biết việc phải làm, cùng khi làm giúp đỡ cho mỗi kinh mỗi việc chúng con từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa. Amen. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn Cha Phêrô cùng các đẳng linh hồn chốn nghỉ ngơi, hàng xem thấy mặt trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen. Nhân Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Xin mời tất cả mọi người ngồi ạ. Kính thưa toàn thể quý đại biểu, kính thưa quý bệnh nhân và người nuôi thân mến, hôm nay chúng ta vui mừng hân hoan chào mừng 17 ca bệnh nhân đã hoàn thành chương trình hỗ trợ điều trị đạt kết quả cao, ghi nhận sự nỗ lực, sự quyết tâm của các bệnh nhân trong suốt thời gian vừa qua, cũng như ghi nhận và cảm ơn các quý thầy đã không ngại trước những thiếu thốn mà vẫn hoàn thành xuất sắc vai trò và trách nhiệm của mình để giúp cho những bệnh nhân có được kết quả tốt ngày hôm nay. Đặc biệt tưởng nhớ công lao to lớn một công trình khoa học vĩ đại của Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường đã để lại cho tất cả chúng ta. Chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay thể hiện lòng biết ơn đối với Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường. Trước khi bắt đầu buổi lễ thì thầy Thanh xin được giới thiệu thành phần tham dự. Xin trân trọng giới thiệu, trong buổi lễ ngày hôm nay có sự hiện diện của các quý thầy cùng thành viên phòng chuẩn trị học cổ truyền. Xin được trân trọng giới thiệu ông Tô Phú Quế, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phú Quế. Xin được trân trọng giới thiệu ông Trần Minh Giang, là người đã hỗ trợ sản xuất nước kiềm. Xin được trân trọng giới thiệu cô Lê Lan ở Mỹ, là người đã đồng hành cùng với Cha Phêrô trong suốt thời gian vừa qua và cũng là đại diện Mạnh Thường Quân. Kính thưa toàn thể quý bệnh nhân và người nuôi thân mến, Cha Phêrô đã dạy dỗ và huấn nhục các thầy thuốc ở đây để ngày hôm nay mạnh mẽ đứng lên tiếp tục cái đường lối cũng như là sự nghiệp cứu người của Cha. Cha đã dạy dỗ các thầy thì để tưởng nhớ lại cái công trình mà Cha đã dạy con nghiên cứu và đã dạy dỗ đó, các thầy sẽ thực hiện lại cái nghi thức tổ chức buổi lễ ra diện mà chính cha đã dạy dỗ các thầy làm điều đó. Hôm nay thầy xin đọc lại.
Kính thưa cha Phêrô, kính thưa cha, sau một thời gian điều trị cho các bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối bằng công nghệ cháo nano, thảo dược nano hỗ trợ điều trị bệnh ung thư, con xin thay mặt cho các y bác sĩ và phòng khám xin kính trình cha Phêrô là người đã dày công nghiên cứu 20 năm để cứu giúp bệnh nhân ung thư. Khi đó, cha Phêrô Nguyễn Văn Tường sẽ hỏi thầy rằng: thầy có biết những anh chị em này chắc chắn khỏi bệnh hay không? Kính thưa cha, sau một thời gian điều trị, các y bác sĩ trong phòng khám đã đưa bệnh nhân đến các bệnh viện lớn trong và ngoài tỉnh để kiểm tra lại tình hình sức khỏe của bệnh nhân. Và sau khi các y bác sĩ đã nghiên cứu hồ sơ bệnh nhân, chúng con kết luận các bệnh nhân đạt hiệu quả cao trong phòng khám. Xin được kính trình cha. Sau đây, thư ký của phòng khám, anh Nguyễn Văn Thành sẽ đọc công bố danh sách các bệnh nhân ung thư đã hoàn thành phác đồ điều trị đạt hiệu quả cao. Dạ, kính thưa cha Phêrô, kính thưa đội ngũ y bác sĩ của công ty cũng như là phòng khám, kính thưa quý vị quan khách và toàn thể bệnh nhân và người nhà bệnh nhân, thì sau đây con xin thông qua cái danh sách 17 bệnh nhân đạt kết quả cao trong quá trình điều trị tại phòng chuyển trị y học thuộc là công ty trách nhiệm hữu hạn là Cha Tường Yêu Thương Cho Không. Thì danh sách là gồm: 1. Nguyễn Thị Thu Hồng, quê Cần Thơ, ca đại tràng trái. 2. Phạm Đức Tiền, quê Ninh Bình, ca vòm họng. 3. Trần Thị Thu Quyền, quê Thành phố Hồ Chí Minh, ca vú phải. 4. Hoàng Thị Thu Hương, quê Đồng Nai, ca vú trái. 5. Lê Thị Sương, quê Bình Dương, ca bàng quang. 6. Nguyễn Thị Thanh Hoa, Tiểu Cần Trà Vinh, ca vú. 7. Hồ Văn Tới, quê Đồng Nai, ca phổi. 8. Trần Công Bằng, quê Đồng Nai, ca phổi. 9. Trần Thị Từ, quê Bình Thuận, ca gan. 10. Trần Thị Diện, quê Đắk Nông, ca phổi. 11. Lê Kim Thành, quê Vĩnh Long, ca thanh quản. 12. Nguyễn Ngọc Giao, quê Đồng Nai, ca gan. 13. Trần Thị Hồng Loan, quê Thành phố Hồ Chí Minh, ca cổ tử cung. 14. Nguyễn Văn Dũng, quê Đồng Tháp, ca trực tràng. 15. Nguyễn Công Đức, quê Đồng Nai, ca gan. 16. Nguyễn Văn Thi, quê Gia Lai, ca đại tràng. Và 17. là Phan Thị Tuyền, quê Bình Thuận, ca vú. Xin dành một tràng pháo tay chúc mừng cho các bệnh nhân đã hoàn thành phác đồ hỗ trợ điều trị đạt kết quả cao. Sau đây xin mời thầy Nguyễn Thanh Quý sẽ phát biểu chúc mừng các bệnh nhân cũng như dặn dò các bệnh nhân ạ. Xin được mời thầy. Chúng con xin chúc tụng Chúa, chúng con ngợi khen Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã thương xót chữa lành cho các bệnh nhân ung thư. Con xin trân trọng kính chào quý ông bà, anh chị em và các bệnh nhân thân mến. Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt. Con xin chúc mừng cho các bệnh nhân ung thư đã hoàn thành phác đồ điều trị 3 tháng và đã chiến thắng từ cái chết để trở về với sự sống, để trở thành một con người mới. Các bệnh nhân hãy nhớ rằng sau khi mình về nhà, mình phải tiếp tục mình giữ cái phác đồ của cha, đó là mình ăn cây cỏ mang hạt giống và tái cây mang hạt giống để giúp cơ thể cho mình có dòng máu kiềm quá. Còn nếu như mà mình về tiếp tục quay trở lại mình ăn thịt động vật vì nó là tính axit, nó không phải là thức ăn dành cho con người mình,
thì nếu mình ăn tiếp tục ăn nó thì nhất định cơ thể mình sẽ bị nhiễm axit và mình sẽ tỏ lại bệnh như cũ. Nhân dịp năm mới sắp đến, con xin kính chúc quý ông bà, anh chị em và các mạnh thường quân một năm mới tràn đầy hồng ân của Chúa. Con xin trân trọng kính chào. Xin được cảm ơn thầy Nguyễn Thanh Quý đã dành lời nhắc nhở và cũng như chúc mừng cho các bệnh nhân. Sau đây xin mời ông Trần Minh Giang sẽ phát biểu ý kiến trong cái buổi lễ ngày hôm nay. Trước hết chúc các bệnh nhân nhiều giàu sức khỏe. Rồi tôi rất vui mừng khi các bệnh nhân đã 17 ca đã thoát hết bệnh, trở về với gia đình. Thì tôi cũng chúc các thầy được nhiều cái sức khỏe và sự nghiên cứu cái pháp đồ của cha. Rồi một ngày sắp tới đây để giữ gìn sức khỏe để chữa trị các bệnh nhân tiếp theo. Xin được cảm ơn cái lời nói rất là giản dị và chân thành của ông Trần Minh Giang. Xin mời ông Tô Phú Quế là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phú Quế. Xin có đôi lời phát biểu ạ. Kính thưa quý thầy của phòng khám, kính thưa quý bệnh nhân, tôi thì nãy giờ đã tôi cũng không có bàn sâu về chuyên môn của các thầy, nhưng mà đây tôi xin gửi một số tôi thay mặt cho các bệnh nhân gửi đến các thầy một lời kính phục và nể nang. Bởi vì các thầy ở đây là tôi thấy có những cái YouTube hay lên môi móc chuyện của thiên hạ, chuyện của làng xóm, chuyện gì đó, thì về tôi nghĩ là rất nhiều người lên án. Trong thời gian đó, nếu mà như các thầy ở đây, tôi thấy đang ngồi tư vấn như thầy Quý, thầy Thanh, thầy Tiến đâu đang ngồi tư vấn cho các bệnh nhân hàng giờ, có ích lợi hơn hay là mình về mình công kích những người khác có ích lợi hơn? Nếu mà các thầy ở đây mà ngồi hàng giờ để mà tư vấn cho bệnh nhân, cái điều đó là tôi đề nghị các bệnh nhân đây xin cho một bàn pháo tay để chúc mừng các thầy. Tại sao tôi có những ý kiến như vậy thì tôi đây là tôi chỉ nói tới như vậy, là tôi không phải là người ở phòng khám ở đây, cũng không phải là bệnh nhân ở đây, nhưng mà qua đây thì tôi thấy nếu mà mấy thầy làm như vậy, thấy mấy thầy về mấy thầy tư vấn cho các bệnh nhân được khỏi bệnh như ngày hôm nay là một điều cực kỳ quan trọng, và là cứu sống rất là nhiều bệnh nhân ở đây. Thì các thầy về ngủ rất là yên giấc. Còn những người mà người ta lên mạng mà người ta công kích, người ta nói xấu á, thì tôi nghĩ mấy người đó về chắc ngủ không yên giấc. Tại vì bên tôi á, thì bên Đạo Thiên Chúa người ta nói vinh danh Chúa trên các tầng trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm. Mà mình ở tại thế gian này mà mình không có thiện tâm làm gì có bình an. Thì qua đây tôi cũng gửi đến các bệnh nhân, cố gắng mình về mình sống làm sao đó đem lại cái niềm vui cho gia đình, đem lại hạnh phúc cho gia đình, và mình có khả năng mình giúp được gì cho xã hội thì mình hãy cố gắng. Đó là những lời hôm nay tôi gửi đến cho các bệnh nhân cũng như các thầy. Xin chân thành cảm ơn các bệnh nhân hôm nay. Xin được cảm ơn bác Tô Phú Quế đã dành những cái lời phát biểu chân thành của mình. Kính thưa quý bệnh nhân và người nuôi thân mến, thầy nghĩ là chắc có lẽ là những người mà người ta không hiểu thôi, không hiểu mình, cái công việc của mình, và cũng chưa có thấy được cái những sự khó khăn mà chính các thầy phải đối diện, cũng như là những bệnh nhân ở đây. Nhiều khi các thầy thấy là bệnh nhân mình đã cố gắng rất là nhiều trong cái nhà rạp này, gió rồi cát bụi mà dẫn tới đây, thì các thầy cảm thấy rất là cảm động. Cho nên các thầy cũng đồng hành với các bệnh nhân, thì từ từ trên mạng mọi người họ sẽ hiểu ra là công việc của mình nó như thế nào, tập trung vào vấn đề cứu người, cái chuyên môn là quan trọng, giúp cho những bệnh nhân vượt qua cái bệnh là quan trọng. Đó là cái ý của thầy. Thì sau đây sẽ là nghi thức trao giấy chứng nhận cho các bệnh nhân. Xin được mời thầy Võ Duy Tiến sẽ trao giấy chứng nhận cho bệnh nhân. Xin mời thầy.
xin mời thầy thưởng thanh thưởng có thể mình chuẩn bị những phần quà. Dạ. Xin được chào đón bác Thuận ạ. Xin hãy cho một tràng pháo tay dành cho bác Thuận. Đây là một người rất là tâm huyết cùng với phòng khám và đã đồng hành với các thầy để khôi phục lại phòng khám để giúp cho những bệnh nhân ung thư. Bây giờ thầy sẽ đọc tên để thầy Tiến trao cho bệnh nhân cái phần quà cũng như là giấy chứng nhận cho bệnh nhân. Xin mời bệnh nhân Nguyễn Công Đức và bệnh nhân Nguyễn Văn Thi. Ai có tên thì xin mời bước lên để thầy Tiến trao ạ. Xin chúng ta hãy trình chào một tràng pháo tay dành cho các bệnh nhân ạ. Xin mời thầy về chỗ ạ. Xin mời thầy Nguyễn Thanh Quý sẽ trao giấy chứng nhận cho Trần Thị Hồng Loan và Nguyễn Ngọc Giao. Bệnh nhân Nguyễn Trần Thị Hồng Loan thì hôm nay vắng mặt thì sẽ nhờ một người để nhận giùm ạ. Xin mời bệnh nhân Nguyễn Ngọc Giao. Thầy quý ơi, còn trao không? Xin được cảm ơn thầy quý, xin mời thầy quý về chỗ. Xin mời thầy La Thị Tú Mai sẽ trao cho bệnh nhân Lê Kim Thành và Trần Thị Diện. Xin mời cô Nguyễn Thị Hạnh sẽ trao cho bệnh nhân Trần Thị Từ và Trần Công Bằng. Trần Công Bằng. Trần Thị Từ. Xin mời cô Lê Lan sẽ trao cho bệnh nhân Hồ Văn Tới và bệnh nhân Huỳnh Thị Thanh Hoa. Xin được mời cô ạ. Hồ Văn Tới. Đây. Huỳnh Thị Thanh Hoa. Đây đây cô ơi, cô ơi. Còn cái đây cô, còn cái. Xin mời bác Tô Phú Quế sẽ trao cho bệnh nhân Lê Thị Sương. Và bệnh nhân Hoàng Thị Thu Hương. Xin mời bác Ngô Văn Thuận sẽ trao cho bệnh nhân Trần Thị Thu Huyền và Phạm Đức Tiền. Đây là cậu. Dạ. Xin được chúc mừng. Dạ, xin mời bác Thuận về chỗ ạ. Xin mời bác Giang sẽ trao cho Nguyễn Thị Thu Hồng, Phan Thị Tiền
Rồi, chúc mừng chị nghe. Rồi, chúc mừng cô. Và cuối cùng xin mời anh Nguyễn Văn Thành sẽ trao cho bệnh nhân Nguyễn Văn Dũng ạ. Chú thầy học cổ truyền đó nghe, thầy thuốc nam. Chúc mừng thầy nha. Dạ, mới về giá thầy pháp luận cho thầy nữa nha. Bây giờ thầy sẽ dành một chút thời gian để thầy phân tích những cái kết quả mà các bệnh nhân đã đạt được để làm cái động lực cho những bệnh nhân sắp tới mình thực hiện đúng cái phác đồ hỗ trợ điều trị để mình cũng sẽ đạt được cái kết quả cao giống y như vậy. Xin mời chú Giang có thể đại tỷ qua bên đó nhìn con. Con này. Con chỉnh đúng. Tất cả các bệnh nhân và người nuôi ở đây thì có thể nếu mà mình cảm thấy mình hơi mệt á, nếu mà mình ngồi lâu không nổi á, thì có thể vào phòng bên trong để mình nằm nghỉ ngơi. Còn bây giờ thầy sẽ dành một chút thời gian để thầy phân tích cái kết quả của các bệnh nhân đã đạt được. Khi mà mình mắc căn bệnh ung thư thì đầu tiên thì khi bác sĩ đã kiểm tra sức khỏe của mình, bác sĩ sẽ làm các cái kết quả cận lâm sàng. Và cái quan trọng nhất để xác định ung thư là sinh thiết. Sinh thiết thì cái chỗ từ chỗ sinh thiết này nè mới phát hiện ra cái căn bệnh ung thư. Căn bệnh ung thư. Thì tất cả các bệnh nhân đã đến đây có mang cái căn bệnh ung thư thì có người đã điều trị hóa xạ trị tại bệnh viện rồi, đã điều trị hóa xạ trị tại bệnh viện, đã điều trị Tây y. Có những người mình không có điều kiện để mình điều trị, ví dụ như hóa chất hoặc là xạ trị, có những cái kinh phí nó rất mắc, có thể là tới lên tới hàng trăm triệu, thì mình có khi mình không có đủ điều kiện thì mình tìm thuốc nam ở nơi này nơi kia. Thì đó, các thầy cũng đón nhận để mà giúp đỡ cho những bệnh nhân là không có điều kiện, không có đủ điều kiện. Và cái thứ ba là không đủ để mà điều trị Tây y, ví dụ như sức khỏe của những bệnh nhân lớn tuổi, mình không thể nào phẫu thuật được, không thể nào vô hóa chất được, hoặc là mình suy yếu, suy nhược cơ thể, hoặc là suy kiệt, hoặc là mang cái bệnh nền á, thì mình cũng không thể nào mà điều trị Tây y, thì là không đủ điều kiện điều trị. Điều trị trị Tây y. Vậy thì trong những trường hợp này nè, thì ở đây phòng chuẩn trị học cổ truyền của cha Phêrô Nguyễn Văn Tường trước đây cũng như là các thầy tiếp nối, thì các thầy đón nhận tất cả những bệnh nhân này đến đây để hỗ trợ điều trị. Hỗ trợ điều trị. Nhớ nha, mình nhớ từ này, hỗ trợ điều trị. Ở đây các thầy không có điều trị, tại vì điều trị là điều trị bệnh ung thư là chỉ có Tây y thôi. Tây y mới là điều trị. Còn phương pháp ở đây là hỗ trợ điều trị bằng công nghệ cháo nano, bằng phương pháp cháo nano. Nano thảo dược nano. Mà mỗi bệnh nhân đi vào đây thì có những lúc các thầy dành thời gian trong thời điểm đó để hướng dẫn cụ thể cho các bệnh nhân biết được cái phương pháp này như thế nào và tại sao mình phải ăn cháo nano, tại sao uống thảo dược, tại sao mình phải biết đến thực phẩm axit kiềm để mà mình cải thiện được cái sức khỏe của mình. Và khi đó mình hoàn thành được cái phác đồ, cái hỗ trợ điều trị, đạt được kết quả cao. Đây là cái phương pháp. Và tất cả các bệnh nhân có thể đã nghe qua một lần hoặc hai lần, hoặc là những lần đi điều trị ở đây, hỗ trợ điều trị ở đây, đều được các thầy tư vấn rất là tận tình. Mình biết được cái phương pháp đó, mình nắm được cái mà mình cần phải làm. Vậy thì cái cuối cùng mình cần nó là gì?
đó là cái sức khỏe mình được cải thiện tốt hơn trên lâm sàng, cũng như là mình đi đánh giá lại cái sức khỏe. Thì thông thường thì các thầy sẽ cho thời gian là ở đây các thầy nhận thì các thầy giúp bệnh nhân là 3 tháng. Trong 3 tháng đó thì 60 ngày nè là mình kiểm tra sức khỏe một lần, và 90 ngày sẽ kiểm tra sức khỏe lần còn lại. Thì cái kết quả hồ sơ ban đầu sẽ so sánh với hồ sơ sau. Cái hồ sơ ban đầu ở tại bệnh viện mà đã sinh thiết ra ác tính á, là mình lần sau mình có thể mình trở về bệnh viện đó để mình kiểm tra, và hoặc là mình kiểm tra ở bệnh viện gần đây, ví dụ như bệnh viện Thiên Ân hoặc bệnh viện Trà Vinh, để mình so sánh hai kết quả đầu vào đầu ra coi bệnh lý nó có di căn hay không, có di căn hay không, hoặc là nó có phát triển về kích thước hay không, hoặc là các dấu ấn ung thư nó có tăng về chỉ số hay không. Nó có tăng chỉ số hay không? Đó, đó là ba cái mà mình phải bám sát và mình theo dõi trong suốt thời gian mà mình ở đây. Thì các bệnh nhân ở đây đều nắm rõ là mình phải ăn thực phẩm kiềm và loại bỏ tất cả các thực phẩm axit, ví dụ như đạm động vật. Nó có tính axit, nó là cái nguồn nuôi của tế bào ung thư. Bên cạnh đó, mình tới đây, mình bỏ hết những cái công việc nhà, bỏ hết những cái lo âu, ưu tư ở nhà, thì mình tránh được những cái chết, cái căng thẳng đó. Chết nè. Căng thẳng nè. Mình thay đổi môi trường, mình tới đây, mình tới vùng nông thôn, mình có được cái không khí mát mẻ thoải mái để giúp cho cái bệnh tật bệnh tâm lý của mình nó sẽ cải thiện. Thì đó, những cái tạo ra axit và những cái hóa chất đó, những cái này tạo ra axit nè, ở đây hoàn toàn bị loại bỏ để đưa cơ thể mình từ axit trở thành kiềm. Đó là cái mục tiêu mà các thầy hướng cho mỗi bệnh nhân ở đây. Và khi bệnh nhân đã hoàn thành phác đồ điều trị, hỗ trợ điều trị ở đây rồi, khi về nhà bản thân mình cũng sẽ phải lưu ý cái vấn đề này. Cái cơ thể của mình phải là cơ thể kiềm chứ không được là cơ thể axit. Vì cơ thể axit nó sẽ là cái môi trường để tích tụ được cái bệnh tật, đặc biệt là cái bệnh ung thư. Lấy về cái khăn. Đây. Đây, thầy bỏ bên này nha. Ở trong cơ thể của mỗi chúng ta đó, tất cả mọi người luôn, thì nó có cái sự dao động về số lượng tế bào. Thì thầy viết ra cái số lượng tế bào thì thấy nó rất là nhiều. Mỗi một cơ thể nó sẽ dao động trong phạm vi là 60.000 tỷ tế bào, 60.000 tới 100 tỷ tế bào, tỷ tế bào. Đó, đây là cái số lượng tế bào. Cơ thể của mỗi người sẽ có số lượng là 60.000, tùy mỗi người nha. Có người mập ốm thì khác nhau, và có người số lượng thích nhất là 60.000 tới 100.000 tỷ tế bào. Mà viết ra thành con số nó như vậy. Thầy viết số thấp nhất nha. Đây, thêm 3 số 0 phía sau nữa. Đó. Tế bào. Thấy nhiều chưa? Tất cả bệnh nhân mình thấy nhiều chưa? Đây là con số thấp nhất của cái cơ thể mình có nè. Đó. 60.000 tỷ tế bào trong cơ thể. Mà nếu như cái số lượng tế bào này nè, mỗi ngày nha, nó mỗi chết đi và nó mỗi được sinh ra mới, phân bào, thì quá trình phân bào đó, nếu như cái cơ thể của mình mà nó có những cái hư hại, ví dụ như nó có axit nè, nó sống trong môi trường axit nè, thì nó rất dễ sinh ra cái đột biến. Trong cái số lượng này nè, mỗi ngày nó sẽ có những tế bào chết đi và tế bào sinh mới. Thì cái tế bào chết đi đó, hoặc là tế bào hư hại, đây, tế bào nó bị hư hại, tế bào
thì cơ thể mình nó có cái cơ chế tự sửa chữa những cái hư hại này đó, sửa chữa. Mà nó không sửa chữa được cái tế bào hư hại nó dẫn đến đột biến. Đột biến nó dẫn đến tế bào ung thư đó. Dẫn đến tế bào ung thư. Vậy thì bây giờ nè, cái người mà đã mang cái căn bệnh ung thư trong người nè, bây giờ mình phải làm sao? Cái số lượng 60.000 tỷ tế bào này nè, bản thân mình giống như một người, một vị vua, một người quản lý của tổng thể cái dân cư này nè, tổng thể cái số lượng tế bào trong cơ thể này nè, phải làm sao đưa những cái tế bào này trở về cái môi trường kiềm thì số lượng tế bào này mới đạt tế bào khỏe mạnh. Nhớ nha, bản thân của tất cả các bệnh nhân cũng như là người, những người mà chưa bệnh á, thì mình phải lưu ý làm sao cái cơ thể của mình để cái số lượng này nè, số lượng tế bào này, ít nhất nè phải là nằm trong môi trường kiềm, môi trường nội môi đó, pH nội môi đó, phải là kiềm thì số lượng tế bào này mới được sống khỏe nè. Còn nếu như 60.000 tế bào trong cơ thể mà sống trong môi trường axit là lúc nào nó cũng có nguy cơ bộc phát bệnh, đặc biệt là bệnh ung thư. Mà cái khó khăn nhất đó là di căn. Nếu như mình 60.000 tỷ tế bào này sống trong môi trường axit đó, sống trong môi trường axit đi, thì 60.000 tỷ tế bào này nó sẽ làm cho cái số lượng tế bào ung thư nó phát triển ngày càng nhiều lên. Còn khi đó mà mình sống trong môi trường kiềm nè, cơ thể nội môi sống môi trường kiềm, thì 60.000 tỷ tế bào nè sẽ sống khỏe. Khi mà bệnh nhân tới đây, các thầy áp dụng cháo nano nè, thảo dược nano nè, giúp cho bệnh nhân có được cái kết quả tốt. Có được kết quả tốt thì làm sao mình khi mình về nhà mình phải giữ được cái kết quả tốt đó. Mình không chỉ kết thúc ở ngày hôm nay đâu, có nghĩa là hôm nay các bệnh nhân hoàn thành phác đồ hỗ trợ điều trị ở đây rồi, mà mình về nhà thì cái chặng đường ở nhà mình phải làm sao giữ được, bảo toàn được cái kết quả tốt đó. Đó, giữ được bảo toàn kết quả tốt đó thì những cái tế bào này phải là những cái tế bào khỏe mạnh. Những tế bào phải có thể là những tế bào này nó sẽ sống ví dụ như 120 ngày một loại tế bào, thì bây giờ nó sống trong thời gian là có 70 ngày là nó bị nhiễm trùng nè, nó bị viêm nè, hoặc là nó bị virus tấn công nè, làm nó chết cái tế bào đó. Đó là tế bào không khỏe. Còn những tế bào sống đúng 120 ngày, ví dụ vậy, có nhiều tế bào sống 2 tuần, 3 tuần gì đó. Nhưng mà có những nhóm tế bào khác nhau thì sống cái thời gian sống nó sẽ khác nhau. Thì mỗi bệnh nhân mình tới đây, cái mục đích của các thầy ở đây gìn giữ công trình khoa học của cha và trao truyền lại những cái kiến thức, những cái kinh nghiệm mà các thầy đã học hỏi được từ cha, từ các lương y, từ các bác sĩ, giúp đỡ cho các thầy rất nhiều để làm sao đưa cái sức khỏe, đưa cái kiến thức để mà mình chủ động mình bảo vệ sức khỏe của mình, chứ không phải là các thầy giúp cho mình là mình hết bệnh rồi khi mình về nhà là mình ăn uống tự do, là mình không biết mình ăn cái gì thì nó trở lại cái bệnh lý như ban đầu. Ví dụ như mình đã khỏe rồi, cơ thể mình đã kiềm rồi đó, tới đây 3 tháng rồi đạt được kết quả này rồi, về nhà mình ăn thịt ăn cá vào nghĩ mình khỏe, mà mình hết bệnh là mình khỏe rồi, mình ăn lại thịt cá đạm động vật, trở lại cái công việc cũ nè. Thì đương nhiên đi làm thì không thể tránh khỏi được cái áp lực. Ví dụ như trong cuộc sống thì nó có những cái gây cho mình cái căng thẳng, trong gia đình, trong công việc thì cái này không tránh khỏi rồi, ai cũng phải đi làm mà, thì cái này không tránh khỏi. Nhưng cái đạm động vật này mình tránh được nè, cái môi trường đạm động vật, cái vấn đề ăn đạm động vật và cái môi trường tiếp xúc với cái hóa chất có thể mình sẽ né được, hoặc là những thực phẩm mà nó có hóa chất độc hại đó mình có thể mình né được, thì mình chủ động mình giữ được cái sức khỏe của mình. Đó là cái mục tiêu của các thầy thuốc ở đây, mong muốn làm sao cho mỗi bệnh nhân ra về
mình phải có những cái kiến thức cơ bản để mình tự mình giữ gìn cái sức khỏe đó, để những ngày tháng sắp tới khi mình về nhà mình phải sống khỏe, sống vui với gia đình. Đó là mục tiêu chính mà các thầy mong muốn. Bây giờ thầy lấy hai ví dụ đi. Sẵn có bệnh nhân ở đây, có kết quả ở đây, mình nghe nói là bệnh nhân hoàn thành phác đồ hiệu quả cao, mà mình không biết kết quả cao là như thế nào. Nghe nói không à, mà mình không biết, mà thấy mấy người này họ khỏe thiệt. Thì hôm nay thầy lấy ví dụ đó ra, thầy phân tích để cho mình hiểu nha. Mình hiểu kết quả hồ sơ đầu vào đầu ra như thế nào. Bản thân các thầy không kết luận cho bệnh nhân, nhưng để cái kết quả của Tây Y sẽ trả lời thay cho chúng ta, để sức khỏe của chính những bệnh nhân này sẽ trả lời thay cho chúng ta. Bây giờ phút này thì mọi người đã hiểu rồi ha. Thôi có khó hiểu quá không? Hiểu. Dạ, bây giờ thầy bôi cái khúc này để thầy phân tích cái kết quả của bệnh nhân. Thầy sẽ lấy ví dụ của bệnh nhân Trần Thị Hồng Loan. Hôm nay thì bệnh nhân Trần Thị Hồng Loan không có tới dự cái buổi lễ này, thì xin thầy là thôi em mắc cỡ quá, với lại cái công việc của em nó sẽ sợ, xin phép thầy cho em được vắng mặt hôm nay. Nhưng mà thầy cũng vẫn xin cô Loan là mượn cái kết quả này để thầy phân tích, thầy giải thích cho bệnh nhân để mọi người cùng hiểu. Bệnh nhân Trần Thị Hồng Loan, 1986, ca cổ tử cung, ở Thảo Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Trần Thị Hồng Loan, 1986, ca cổ tử cung, ở quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Nhận bệnh vào 16 tháng 11 2023. Bệnh của cô này là ca cổ tử cung nha. Cô này có làm sinh thiết tại bệnh viện Từ Dũ nha. Bệnh viện Từ Dũ chẩn đoán cho cổ. Bệnh viện Từ Dũ. Đó, bệnh viện Từ Dũ chẩn đoán cho cổ là bị ca cổ tử cung. Thì bên cạnh cái ca cổ tử cung, cổ còn là nang buồng trứng nữa. Buồng trứng. Và cái kế tiếp là gan nhiễm mỡ. Đó. Cái ngày vào của cổ vô đây, nhận bệnh ở đây là ca cổ tử cung tại bệnh viện Từ Dũ, và hai bệnh lý khác là nang buồng trứng và gan nhiễm mỡ. Thì bệnh viện Từ Dũ cũng đã khoét chớp cho cổ rồi, khoét chớp sinh thiết và khoét chớp để lấy cái khối u đó đi kiểm tra, và đề nghị cổ làm xạ trị và hóa trị. Xạ trị và hóa trị để ngăn cái tái phát di căn của cái bệnh lý của cổ. Nhưng mà cổ thì xin bệnh viện là không có điều trị ở đó vì không có điều kiện. Đây là hồ sơ đầu vào. Thì như thầy nói rồi đó, tất cả các bệnh nhân mình phải lưu ý tới cái môi trường nội môi của mình, để cho cơ thể nó từ axit sang kiềm, thì cơ thể của mình nó sẽ có cái sự chuyển hóa rõ rệt. Chân thi. Dịch
sau cái thời gian hỗ trợ điều trị xong thì sẽ cho cổ đi khám lại. Cái điều đầu tiên là các thầy xét nghiệm máu. Nghiệm máu. Xét nghiệm máu trong các cái chỉ số, ví dụ như công thức máu, sinh hóa máu, chức năng, các thứ. Thì trong giới hạn bình thường, có nghĩa là tốt hết á. Thì cái gì tiếp theo? Thì khi đó cổ mới đi kiểm tra, đánh giá thêm một cái dấu ấn ung thư, các dấu ung thư. Ấn ung thư. Dấu ung thư thì lân cận thôi, nó không phải chỉ chính xác cái ca cổ tử cung, mà các thầy làm cái dấu ấn ung thư lân cận để xác định coi nó có di căn hay không. Bác sĩ cho là làm là C125 của buồng trứng nè, CEA ruột nè, C19.9 nè. Của đại tràng, trực tràng, tụy, rồi AFB của gan. Thì tất cả các chỉ số lân cận này trong giới hạn bình thường, có nghĩa là âm tính. Đây là cái thành công của cổ. Nhưng mà bệnh nhân lưu ý nè, có một cái điều này thầy muốn nhắc nhở, cũng như là chia sẻ để cho mình hiểu được cái kết quả nó sẽ như thế nào. Khi mà mình vào đây, hoặc là mình đã ở nhà kiểm tra ra bệnh ung thư, thì mình đã phải làm sinh thiết. Sinh thiết là cái kết quả cuối cùng để mình đánh giá cái bệnh đó có phải mình có phải mắc cái bệnh ung thư hay không. Thì khi mà mình kết thúc cái quá trình điều trị, mình dựa trên cái dấu ấn ung thư âm tính, mình không thể kết luận đó là không còn ác tính được. Không còn ác tính. Nha, không được nha. Không được kết luận là dựa trên dấu ấn ung thư khẳng định bệnh nhân đó không còn ác tính. Tại vì dấu ấn ung thư, tất cả dấu ấn ung thư nè, có nhiều loại lắm. Ví dụ như C125, CEA, C19.9, AFB, rồi CE72-4 của dạ dày nè, rồi xếp ra của phổi nè, ra của phổi tế bào không nhỏ nè, 21 nè, nhiều lắm, nhiều loại lắm. Nhưng mà cái dấu ấn ung thư này nè, nó không phải là cái kết quả cuối cùng để chẩn đoán bệnh nhân đó không còn ác tính. Tất cả mọi người nhớ nha, cái này dùng để tầm soát sớm bệnh ung thư thôi. Tầm soát sớm, ví dụ như mình phát hiện ra cái sinh thiết này nè, mình chưa phát hiện đi, mình bác sĩ sẽ cho đi thử cái những cái này để kiểm tra coi mình có nguy cơ bệnh lý ung thư nào hay không trong cơ thể. Bác sĩ sẽ cho làm mấy này, và nếu đã xác định được sinh thiết rồi thì những cái dấu ấn ung thư này nè, cái tumor marker đó, cái tumor marker, cái dấu ung thư này gọi là tumor marker, dùng để đánh giá cái quá trình trước và sau điều trị của Tây y. Có nghĩa là Tây y bác sĩ điều trị, hóa trị, xạ trị gì vào, kiểm tra cái này để coi nó tăng giảm thế nào của bệnh lý, để xác định bệnh có tiến triển hay không, hoặc là có dừng lại hay không, ổn định hay không. Chứ nó không phải là kết quả cuối cùng để đánh giá tính. Nếu dựa trên kết quả đầu tiên, bệnh nhân là sinh thiết, ác tính, mà cuối cùng các thầy kiểm tra cái này mà thấy âm tính, khẳng định bệnh nhân không còn ác tính, là các bác sĩ ta cười đó, ta sẽ nói mình không hiểu gì. Cho nên là cái kết quả này chỉ dùng để đánh giá cái đầu tiên mà mỗi bệnh nhân chưa tìm ra cái bệnh lý đó, tầm soát sớm ung thư thôi, chứ không có khẳng định là nó hết hay không hết nha. Mọi người đừng lầm chỗ này nha. Tất cả bệnh nhân ở đây, thậm chí là đã xác định ung thư rồi nè, xác định ung thư rồi nè, tất cả ở đây nè, đã xác định ung thư rồi đó, nhưng mà có thể đã âm tính ngay từ đầu rồi. Ví dụ như cầm hồ sơ vô các thầy, đã gặp các thầy thì đã âm tính ngay từ đầu, chứ không phải là chữa một thời gian rồi nó ra âm tính là nói hết bệnh. Không phải, ngay từ đầu mình cầm cái hồ sơ, có những người chỉ số, những chỉ số này là cao nè, nhưng có những người chỉ số này là âm tính ngay từ đầu, thì ngày hôm sau nếu các thầy nói hết bệnh cho ra viện vẫn được, chưa chữa ngày nào. Nhưng mà cái đó là không đúng ha. Ở kết quả Tây y thì không có cái trường hợp này nha. Không dựa trên dấu ấn ung thư
mà kết luận bệnh đó hết bệnh. Vậy thì sao? Cái dấu ấn ung thư dùng để mình đánh giá cái mức độ của bệnh đó thôi. Bác sĩ hay để một cái câu ở trong đó, đó là kết hợp với các cận lâm sàng khác. Có nghĩa là sao? Khi mình kiểm tra các dấu ấn này rồi mà thấy âm tính là mình mừng đó. Có nghĩa là làm sao mà các bệnh nhân khi mới vô đây là kết quả âm tính, thì ngày mà mình ra khỏi phòng khám này mình cũng giữ vững được là kết quả âm tính. Và những bệnh nhân dương tính với những chỉ số này thì kết quả cuối cùng là phải là âm tính. Đó, cái này là cái tiêu chuẩn để đánh giá là cái bệnh lý mình có giảm, có bớt hay không. Nhưng đòi hỏi nó phải kết hợp với những cận lâm sàng khác nữa để đánh giá bệnh lý, chứ không có tới đây là kết luận hết bệnh hoặc là không còn ác tính là không đúng nha. Mọi người lưu ý giùm thầy cái chỗ này. Vậy thì cái bệnh nhân này nè, Trần Thị Hồng Loan nè, đã có cái hồ sơ đầu vào và đi kiểm tra ra xét nghiệm máu ổn nè, dấu ấn ung thư ổn nè. Vậy thì mình phải đi tiếp. Có nghĩa mình phải kiểm tra tiếp sức khỏe của cô đó như thế nào nữa, chứ mình không dừng lại ở đây nha. Kết quả này các thầy cũng chưa đồng ý, cũng chưa muốn, mà chính bệnh nhân cũng chưa muốn, nó chưa có đã. Mình phải có những kết quả cao hơn nữa để mà mình đạt được chứ. Bây giờ cái kết quả kế tiếp đó là gì? Kết quả kế tiếp đó là xét nghiệm cái bộ virus HPV. Bộ HPV. HPV là cái bộ này nó hay như, nếu mà nó dương tính á, đối với bệnh ca cổ tử cung nè, hoặc là chưa bị ca cổ tử cung mà mình bị nhiễm cái này, dương tính với cái HPV này các loại luôn, 40 loại lận. Đó, 40 loại. Mình mắc một trong 40 loại này, nó cũng có khả năng làm cho mình bệnh chuyển hóa thành bệnh ca cổ tử cung, là ung thư cổ tử cung đó. Còn ví dụ như ca gan đi, ca gan thì nó có thể nó xuất phát từ do viêm gan, viêm gan siêu vi A, siêu vi B hoặc siêu vi C, A, B, C. Đó, nó dẫn đến, thường là viêm gan B với C à, viêm gan B, C, nó dẫn đến bệnh ung thư gan. Đó, thì trong đối với bệnh ca cổ tử cung này, các thầy phải cho làm xét nghiệm bộ HPV. Thì kết quả mà bệnh nhân này nè đi kiểm tra nè, cũng là bệnh viện Từ Dũ luôn nha. Hồ sơ đầu vào là bệnh viện Từ Dũ nè, hồ sơ sau cũng ở bệnh viện Từ Dũ. Đó, Từ Dũ là nó đồng bộ so sánh được. Thì kết quả 40 loại HPV này nè đều âm tính. Mình phải vỗ vàng vỗ tay cho bệnh nhân này đi chứ. Vì sao nó âm tính? Thì đương nhiên nó sẽ có nhiều nguyên nhân làm cho cái HPV này nó trở thành âm tính nè. Có thể bác sĩ đã điều trị, hoặc có thể cơ thể nó đã kìm. Như nãy thầy nói đó, bản thân tất cả các tế bào, 60.000 tỷ tế bào đó, nó nằm trong môi trường kìm, thì tất cả những cái bệnh lý, bệnh nền nó sẽ không có. Và cả những cái hệ miễn dịch nó sẽ chống được những vi khuẩn hoặc virus hoặc những cái ảnh hưởng tới sức khỏe từ bên ngoài nó vào trong cơ thể, thì nó đã loại bỏ luôn cả 40 loại HPV ra khỏi cơ thể. Đó là cái thành công thứ hai. Cái này là cái thứ nhất nè, cái này cái thứ hai nè. Bây giờ bệnh nhân mình muốn tới đây dừng chưa hay là muốn đi tiếp nữa? Đi tiếp. Hả? Đi tiếp. Đi tiếp nữa ha. Mình chưa dừng lại ở đây, mình đi tiếp nữa đi. Rồi, bây giờ cái kết quả cuối cùng. Kết quả cuối cùng đã được hai cái kết quả tốt rồi. Bây giờ mình làm thêm cái cuối nữa, là chụp cộng hưởng từ MRI. MRI được chụp vào ngày 15 tháng 1. Kết quả ban đầu, bệnh ca cổ tử cung
mà nó đã xâm nhập vào bên trong cổ tử cung rồi. Cái ung thư á, nó xâm nhập vào bên trong cổ tử cung. Giải phẫu bệnh học carcinoma tế bào gai không sừng hóa xâm nhập cổ tử cung. Thì bây giờ mình sẽ đánh giá em trai nè, em trai ở đâu? Em trai ổ bụng. Em trai ổ bụng để đánh giá được cái kết quả ổ bụng là bao gồm gan, đường mật, túi tụy, gan, đường mật, tụy lách, thận. Đó là những cái đánh giá những cái đó để xác định coi nó có bị di căn hay không. Rồi sau đó cái quan trọng nhất là đánh giá phần phụ để xác định được cái vị trí ca cổ tử cung buồng trứng. Thì bây giờ các bệnh nhân mình muốn kết quả làm sao nè? Kết quả tốt. Hả? Tốt luôn đi thầy. Âm tính nữa. Âm tính nữa là ba cái âm tính là khỏe. Rồi. Bây giờ cái em ra nè, ai cũng mong chờ cái em ra nè nó phải tốt nè. Thì hồi nãy là cái lý thuyết nha, hồi nãy thầy hướng dẫn cho bệnh nhân axit kiềm là lý thuyết thôi. Axit kiềm là lý thuyết thôi. Nhưng mà cái kết quả cuối cùng mà mình đạt được trên MRI nè, MRI là một cái kỹ thuật chụp cao cấp để xác định được cái bệnh lý của mình trên, dựa trên hình ảnh á, chụp cộng hưởng từ á, thì kết quả hiện không thấy khối bất thường tín hiệu dùng cổ tử cung. Hiện không thấy tín hiệu bất thường vùng cổ tử cung. Cái kết quả ban đầu là carcinoma tế bào gai không sừng hóa xâm nhập cổ tử cung. Tế bào gai, nói chung là đại khái vậy đó, xâm nhập cổ tử cung. Cổ tử cung. Với cái kết quả này mình mới đánh giá được cái hồ sơ đầu vào và đầu ra của một bệnh nhân một cách thuyết phục. Bệnh viện Từ Dũ nè, bệnh viện Từ Dũ nè, kiểm tra nè. Đó. Cho nên là để đạt được cái kết quả này thì bệnh nhân phải nhớ cơ thể, những tế bào của mình phải sống trong môi trường kiềm, chứ không được để cho sống trong môi trường axit. Môi trường axit là môi trường làm cho cơ thể nó bệnh, còn sống trong môi trường kiềm nó sẽ khỏe. Thì cái công nghệ cháo nano, thảo dược nano phải đặt đúng vào cái vị trí của nó. Mình đừng có thổi phồng cái kết quả lên quá mức, hoặc là mình đặt không đúng vị trí thì nó không được. Mà mình phải đặt đúng, đó là phương pháp hỗ trợ điều trị, đưa bệnh nhân từ cái kết quả không tốt nè về cái tốt. Thì cái tốt đó thì hôm nay bệnh nhân phải gìn giữ được cái đó, làm sao bảo toàn những năm tháng sắp tới đó. Thì nhớ những gì thầy, các thầy đã hướng dẫn cho mình đó. Rồi, vậy thì mình thấy cái kết quả này mình mừng không? Bây giờ thầy lấy một cái ví dụ còn lại để cho mình thấy về cái thời gian điều trị. Thầy boi được chỗ này ha. Hồi trước á, khi mà các thầy mà còn cha còn giảng lòng Chúa thương xót á, thì cha có giảng một cái buổi giảng như vậy tới 3-4 tiếng đồng hồ nữa. Mình thấy cha giảng hay quá mà sao nó dài, mình ngồi mình quá trời mệt luôn. Mà bây giờ mình cũng mong muốn cho bệnh nhân ngồi nghe được lâu vậy. Hồi xưa đó mình nói cha giảng hay đó nhưng mà ngồi lâu quá, ngồi gì đâu 3-4 tiếng đồng hồ mới giảng xong bài giảng mỗi tuần thứ bảy. Bây giờ mình cũng mong muốn bệnh nhân ngồi lâu. Tại vì khi mà mình hướng dẫn cho bệnh nhân á, mặc dù nó có mất thời gian thiệt, nhưng mà khi bệnh nhân hiểu được và về nhà thực hiện đúng á, thì mình giữ được sức khỏe, cái cuộc sống mình á, nó sẽ tốt lắm, nó tốt lên rất nhiều. Thầy lấy một cái kết quả khác là của anh Nguyễn Văn Thi. Đây, anh Nguyễn Văn Thi có mặt ở đây, đứng lên cho mọi người cùng xem nha. 49 tuổi.
Rồi anh Nguyễn Văn Thi có thể cho thầy biết là phương pháp điều trị Tây y bác sĩ điều trị như thế nào? Mình đã là bị ca đại tràng và xâm lấn bàng quang. Phương pháp Tây y là cách đại tràng và cách phần bàng quang, cách một phần bàng quang. Rồi tiếp tục. Rồi tiếp tục đi. Rồi sau đó là tiếp tục sau đó sao? Sau đó là bị là thối vị ổ bụng. Ừ. Là coi như giải phẫu lần thứ hai lại. Ừ. May một lớp lưới. Ừ. Rồi hóa trị xạ trị thì sao? Là hóa trị là trước khi mổ. Dạ, hóa trị 7 lần trước khi mổ. Hóa trị 7 lần. Rồi khi mà cắt đại tràng xong, 6 tháng sau qua và bị là u bàng quang, u tái phát tại bàng quang. Và diện tích là 20 x 30 mm. Rồi. Rồi. Cảm ơn. Cảm ơn anh Thi nha. Bây giờ cái kết quả đầu tiên mà bệnh nhân nhận được tại bệnh viện là mình bị ung thư đại tràng, nó xâm lấn vào một phần của bàng quang. Và khi đó bệnh nhân được bác sĩ tiến hành là cho hóa trị 7 lần để nó gom nhỏ lại, bắt đầu cắt bỏ đi, cắt cái phần đó đi, thì cắt cái phần đại tràng á, sau đó rồi cắt luôn cả cái phần bàng quang nè. Nhưng sau một thời gian nó lại tái phát tại bàng quang, nó gây thành dày bàng quang, là cái kích thước của nó là 20 x 30 mm, là kích thước của cái bàng quang bị tái phát đó, cái hồ sơ đầu. Cái bàng quang á, ung thư bàng quang thì cái đại tràng thì có nha, có ung thư đại tràng, có cái chỉ số giống ung thư CA19.9, nhưng mà kiểm tra lại CA19.9 là âm tính nè. Nhưng mà nhiều người không hiểu, khi mà mình kiểm tra ra CA19.9 âm tính, mình cho là ung thư đại tràng, là không còn bệnh lý ác tính. Cái này là không đúng nha. Mình nhớ nha, mình phải hiểu cái kết quả của Tây y để mình đánh giá được chính xác cái bệnh nó như thế nào. Cho nên mình khi mà mình kiểm tra CA19.9 rồi âm tính nè, mình không được kết luận bệnh nhân là không còn bệnh lý ác tính nữa, cái này là sai. Khi mà bệnh nhân tới bệnh viện mà bác sĩ người ta gặp cái kết quả này, người ta sẽ cười và bản thân mình sẽ thất vọng. Cho nên là mình phải hiểu rõ là những cái chỉ số dấu ấn ung thư nó có ý nghĩa để tầm soát sớm cái bệnh ung thư đó thôi. Và quá trình mình theo dõi cái sức khỏe của mình dựa trên những kết quả đó nó tăng giảm thế nào đó, để mà mình điều chỉnh cái chế độ ăn của mình cho nó phù hợp. Chứ nó không phải là cái kết quả cuối cùng âm tính là đánh giá mình không có nhiễm bệnh, xin lỗi, không có bị mắc bệnh ung thư. Nó không giống như là cái test COVID-19 mà nó sử dụng để đánh giá cái quá trình điều trị thôi, chứ không kết luận hết bệnh nha. Thì cho nên là khi bệnh nhân nè đi kiểm tra CA19.9, CA đó tất cả nằm trong âm tính, thì cái điều này là điều tốt đối với bệnh nhân. Thông thường á thì bệnh nhân đã vào quá chất rồi thì cái thời gian mà các thầy hỗ trợ điều trị nó sẽ kéo dài hơn so với những trường hợp chưa vào quá chất hoặc là xạ trị, thì thông thường tới 6 tháng nữa. Có khi vậy, có khi hơn nữa. Đó, 6 tháng có kết quả. Từ 3 đến 6 tháng. Thì đối với bệnh nhân này, nó có một cái kỳ tích xảy ra. Tất cả mọi người đoán là bao nhiêu tháng? Thôi bây giờ để thầy nói luôn đi. Này cũng đoán không mất thời gian rồi. Hả? 2 tháng rưỡi ha? 2 tháng rưỡi. Rồi. 4 tháng.
2 tháng. 5 tháng. 5 tháng. 5 tháng là chắc. Thôi nói chung từ 1 tới 6 tháng thì họ thế nào cũng dính à. 6 tháng. Tất cả những cái chỉ số ví dụ như xét nghiệm máu nó trong ngưỡng bình thường, kết quả X quang đó, nó cũng tốt, có nghĩa là nó không phát hiện bệnh lý. Là khi, nhưng mà những kết quả này để làm chi? Để đánh giá được cái sức khỏe của bệnh nhân có di căn tổn thương ở nơi nào khác hay không. Hoặc là mục tiêu của các thầy là coi những kết quả đó để coi cái sức khỏe của mình nó tốt chỗ nào, nó xấu chỗ nào, để mà hướng dẫn cụ thể cho mỗi bệnh nhân ăn uống khác nhau. Cái mục tiêu lâu dài mới quan trọng nha. Thì những cái chỉ số này đều tốt nè. Bây giờ còn lại một cái nữa là siêu âm. Siêu âm cái bàng quang đó. Thì kết quả cho ra, kết quả cho ra gì? Mình muốn kết quả cho ra làm sao? Bàng quang không dày thành bàng quang. Ban đầu nè, kích thước nè, 20x30 nè, kết quả sau nè, không dày thành bàng quang. Đây là kết quả cuối cùng của bệnh nhân. Quan trọng là cái thời gian nè, 20x30 mm nè. Đó, nói như em đó, hồi xưa thầy cũng vậy đó. Thầy ngồi thầy nghe cha tường đó, lâu quá, chịu không nổi. Thì giờ mình đứng lên đây mình cũng phải, cũng mong muốn bệnh nhân nói nghe lâu hơn chút để hiểu. Không dày dò hả? Không dày thành bàng quang. Cái quan trọng là cái thời gian nè, thời gian của bệnh nhân 2 tháng. Rồi. Có hai lý do xảy ra đối với cái trường hợp 2 tháng này. Để thầy giải thích hai trường hợp đó luôn. Trường hợp 1 nè. Trường hợp 1 mình phải nói đúng chính xác nha. Nhiều khi mình nói cái công nghệ cái này nó hay thì nó cũng không chính xác 100%. Nhưng mình phải nói hai vấn đề trong cái trường hợp này. Trường hợp 1, sẵn đây thầy dùng cái phân tích này, thầy trả lời cho cô Xuân Nhu và bác sĩ Kiên trên thực tế nó sẽ như thế nào. Thì cái hóa chất này nè, đã vô trước đó rồi, nó gom một lần rồi, nó đã gom cái khối u lại để mà bác sĩ người ta cắt được đại tràng nè, xử lý được cái phần bàng quang nè. Thì cái thời gian mà vô hóa chất trước đó nó chưa phát huy tác dụng hết hoàn toàn cái tính hiệu quả của nó, cho nên nè cái thời gian nó tái phát ở bàng quang nè, nó có cái kích thước này nè, 20x30 nè. Thì sau một thời gian cái hóa chất nó mới phát huy tác dụng thì cái khối này nó mất đi. Đó là một trường hợp nha. Trường hợp này thì mình phải nói đúng sự thật là có thể cái hóa chất trước đó đã vô 7 chu kỳ rồi đó, tới hôm nay sau 2 tháng nó phát huy tác dụng, nó làm cho khối u biến mất. Đó là trường hợp 1. Cô Xuân Nhu và bác Kiên cũng đã hỏi thầy là đôi khi là đó là do hóa chất nó chưa phát huy tác dụng trong thời gian mà bệnh nhân vô hóa chất trong thời gian này nè, chưa phát huy hết cái tác dụng của nó, nhưng sau một thời gian bắt đầu nó mới phát huy. Thì cái đó là trường hợp thứ nhất. Và cái trường hợp thứ hai là do bệnh nhân có cái chế độ ăn rất kỹ, cái axit nè bệnh nhân nạp ít nhưng mà nạp kiềm nhiều. Thì cái quá trình mà nạp kiềm nhiều và ít có cái môi trường nội môi axit á, thì bệnh nhân ở trong môi trường kiềm thì cái thời gian điều trị sẽ kéo nhanh hơn so với đáng lý là bệnh nhân phải có là thời gian là 3 tháng trở lên dù vậy. Tại vì hóa chất vô 7 lần mà nhiều khi cái hiệu quả của nó không có, nhưng mà cái tác hại của nó làm cho cái cơ thể của mình nó bị đi xuống hệ miễn dịch, thì nó ảnh hưởng tới, ngược lại nó ảnh hưởng tiêu cực tới cái sức khỏe của bệnh nhân, thì cái thời gian nó sẽ kéo dài hơn. Nó có hai trường hợp nha. Cái hóa chất một là nó phát huy tác dụng, phát huy thì nó đáp ứng được, nó giảm cái bệnh. Mà nếu nó không phát, nó phát huy nhưng mà nó có tác dụng phụ của hóa chất,
thì cái tác dụng phụ quá chất này nó đẩy cái thời gian điều trị của mình đi dài hơn so với dự kiến, dài hơn, lâu hơn hả? Có nghĩa là thay vì cái trường hợp này là 2 tháng nè là nó phát huy tác dụng đó, nên nó làm cho bệnh nhân kết quả đạt được nhanh hơn. Còn ngược lại, nếu như nó không đạt nhanh hơn thì nó sẽ kéo dài lâu hơn cái quá trình điều trị. Đây thầy cũng muốn trả lời cái kết trên kết quả này cho cô Xuân Nhu và bác sĩ Kiên. Rồi cái trường hợp thứ hai là cơ thể của bệnh nhân này bước vào phòng khám đã cơ thể đã kìm sẵn rồi, ít axit, mà ít axit thì cái thời gian điều trị nó sẽ nhanh hơn, cái thời gian hỗ trợ điều trị sẽ nhanh hơn. Do đó nếu mà bệnh nhân chú ý kỹ á, bệnh nhân mà chú ý kỹ thì sẽ nhớ lời cha dạy hồi trước. Cha cũng đã chia sẻ về cái phác đồ điều trị. Cha chia sẻ là thời gian sau này cái công nghệ của cha nó tiến bộ hơn, nó nâng cấp hơn, thì cái thời gian của bệnh nhân nó sẽ rút ngắn xuống. Tất cả bệnh nhân có nghe chưa à? Đúng không? Cha nói thời gian của những bệnh nhân điều trị sau này sẽ rút ngắn xuống. Thì rút ngắn ở chỗ nào? Thì giải mã cho cái chỗ đó nè. Cái thời gian rút ngắn nó liên quan tới axit kiềm nè. Cha có nói một câu mà mọi người phải nhớ nè, là trước khi bệnh nhân vô đây, sau này muốn cha nhận bệnh thì bệnh nhân mới phải ăn chay 3 tháng ở nhà. Trước khi bệnh nhân được nhận bệnh điều trị ở đây thì bệnh nhân thường phải ăn chay 3 tháng. Thì cha nói chung chung là vậy, nhưng có nghĩa là cơ thể bệnh nhân phải là cơ thể đã kiềm. Mình phải tích lũy cái kiềm trong cơ thể sẵn ở nhà đi. Mình đừng chờ tới đây rồi mình đã axit rồi mình ăn thịt, ngày mới ăn ngày hôm qua bữa nay vô ngưng ăn rồi chờ cha chữa thì 3-4 tháng sau chưa khỏi. Mà nếu như mà mình ở nhà mình ăn trước ở nhà 3 tháng, cha nói ăn chay 3 tháng đi thì cha chữa cho, thì cái thời gian chữa nó rất nhanh. Cho nên mình khi phát hiện bệnh mà mình có nhu cầu mình chữa bằng cái phương pháp này á, ăn thực phẩm kiềm á, thì mình nên sửa nhà mình tự mình xử lý vấn đề này trước đi. Để cơ thể mình nó là cơ thể nội môi kiềm, thì khi vào đây cái thời gian nó sẽ rút ngắn xuống, giống như anh Thi ở đây. Rồi có lẽ là cái phần giải thích của thầy tới đây, thì thầy mong rằng tất cả các bệnh nhân sẽ hiểu rõ được cái sức khỏe của mình cần phải làm gì trong thời gian sắp tới để mà mình có được cái kết quả tốt như những bệnh nhân ở đây. Còn những bệnh nhân mà mình hoàn thành ngày hôm nay, cố gắng làm sao mình bảo toàn được cái kết quả mà mình đã có được ngày hôm nay. Bây giờ thầy xin mời cái phần phát biểu ý kiến của một vài bệnh nhân nha. Mình vừa hoàn thành ra viện thì mình sẽ cho thầy với các bệnh nhân còn lại biết cái cảm xúc, cái cảm nghĩ của mình như thế nào. Rồi, xin mời. Con kính thưa cha, kính thưa Nguyễn Văn Trường, kính thưa các thầy, kính thưa các mạnh thường quân, kính thưa các bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. Tên con là Phạm Đức Tiền. Con là bệnh nhân mã số 420. Con ở thành phố, con ở tỉnh Ninh Bình. Và trước khi con đến đây, con đã bị bệnh ung thư vòm họng. Bệnh của con là phát hiện từ năm 2016. Cho đến năm 2023, đầu năm 2023 thì con đã điều trị Tây y ở bệnh viện Ung bướu Hà Nội, và con đã điều trị là 102 liều xạ trị, 22 liều hóa chất và 10 tháng uống hóa chất khô. Và bệnh của con là cũng chỉ có là giữ nguyên và tái phát trở lại. Đến tháng 9 năm 2023 là con có cơ may được biết phòng khám yêu thương
của cha Phê Du, những con tưởng của các thầy. Và con đã được cha và các thầy nhận để chữa bệnh cho con. Và đến hôm nay con đã được điều trị là 4 tháng 22 ngày. Bệnh của con trước khi vào đây là tái phát di căn vào gan và xương. Và đến hôm nay bệnh của con đã đạt kết quả cao. Và con rất biết ơn cha Phê Du Nguyễn Văn Thường cùng các thầy đã tận tình cứu giúp những bệnh nhân như chúng con. Và trong cái sự biết ơn đó, con không quên biết ơn những mạnh thường quân, các nhà hảo tâm trong suốt thời gian qua đã chung tay để giúp đỡ phòng khám yêu thương cho không của cha và các thầy ở đây để điều trị hỗ trợ cho những bệnh nhân như chúng con. Và con cũng rất được may mắn là khi vào đây là đã được gặp cha, được nhìn thấy cha. Và sau một thời gian không may cha đã lâm bệnh và cha mất đi, thì đó cũng là một điều bất hạnh nhất đối với gia đình và các thầy ở đây cùng với bệnh nhân chúng con. Và những suốt thời gian đó, phòng khám của các thầy cũng đã gặp nhiều những trắc trở, trở ngại. Và đến như hôm nay, các thầy đã cùng được các mạnh thường quân chung tay giúp đỡ, và các thầy đã dần khôi phục lại và bảo tồn cái công trình khoa học 20 năm, hơn 20 năm cha đã nghiên cứu. Và cha đã thường nói, cha huấn nhục các thầy ở đây trong phòng khám này trở thành những người con của cha. Và hôm nay các thầy đây là các thầy của chúng con. Con rất biết ơn cha và các thầy. Và chúng con thay mặt các bệnh nhân, con xin cảm ơn những tấm lòng cao thượng của các mạnh thường quân và các nhà hảo tâm. Và nhân đây con cũng xin có đôi lời nhắn nhủ bệnh nhân là chúng ta là bệnh nhân, chúng ta đã đến đây rồi thì chúng ta sẽ cố gắng giữ phác đồ điều trị của cha và các thầy đã đưa ra để cho chúng ta được mau lành bệnh như con ở đây. Và cũng nhân dịp mà chuẩn bị đến bước sang năm mới, năm Giáp Thìn, con xin kính chúc các thầy cùng các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm, các bệnh nhân và các người nhà bệnh nhân một năm mới an khang, thịnh vượng, an phát, phát tường. Con xin cảm ơn. Xin cảm ơn phần phát biểu rất là chân thành của bệnh nhân. Bây giờ xin mời bác Đỗ Tuấn Hải là chồng của bệnh nhân Phan Thị Tiền sẽ có đôi lời phát biểu ạ. Kính thưa cha Pedro, kính thưa quý thầy và nhân viên phòng khám, kính thưa quý vị đại diện, quý là nhà tài trợ, nhà hảo tâm, kính thưa toàn thể bệnh nhân và thân và những người nuôi bệnh có mặt tại hôm nay. Tôi tên là Đỗ Tuấn Hải, là chồng của bệnh nhân Phan Thị Tuyền, là mã số là 831. Thì hôm nay rất được vinh dự là được quý thầy đã tổ chức một buổi lễ để cho các 17 bệnh nhân đã hoàn thành cái phác đồ điều trị của cha Pedro và đã được đạt kết quả tốt, đã được về với gia đình. Thì lời đầu tiên xin kính chúc quý thầy trong một và nhân viên phòng khám, quý vị đại biểu, quý thân bệnh nhân và thân nhân một sức khỏe dồi dào, hạnh phúc. Và kính thưa quý vị, thì thực ra mà nói căn bệnh ung thư là một căn bệnh nan y của thế giới. Hiện nay ai đã vướng vào đó thì dường như đã mang án tử.
và đã chờ ngày thi hành án. Hiện nay là thế giới chưa có một cái phác đồ nào, chưa có một phương thuốc nào đặc hiệu để điều trị của cái bệnh ung thư này. Thì hôm nay chúng tôi là những người ở mọi miền đất nước đã bị căn bệnh này, và một số rất là nặng đã được một số bệnh viện lớn đã trả về. Tuy nhiên may mắn thay, chúng tôi là được cơ duyên tiếp nhận được cái phác đồ điều trị của Chapero và được sự tận tình giúp đỡ của bác sĩ và các nhân viên phòng khám, và được sự tài trợ nhiệt tình của các nhà tài trợ Mạnh Thường Quân để giúp đỡ. Thì hôm nay 17 bệnh nhân chúng tôi được hoàn thành kết quả tốt, hoàn thành và kết quả tốt, được ra viện. Lần đầu tiên cho phép chúng tôi xin tri ân, xin tạ ơn Chúa đã giúp chúng tôi có cơ duyên đã được tiếp nhận được cái phác đồ của cha Phêrô, và chúng tôi có một cái sức mạnh, niềm tin đã vượt qua cái cơn đau từ cái bệnh ung thư này. Và cảm ơn cha Phêrô đã dày công nghiên cứu tìm ra phác đồ để điều trị cho bệnh nhân ung thư, và hiện nay đã thành công tại Việt Nam, và nhất là hiện nay thực tế là tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Và xin cảm ơn quý thầy, quý nhân viên phòng khám đã tận tình, mang tính yêu thương và cho công, đã tận tình giúp đỡ theo dõi sức khỏe hàng ngày của bệnh nhân để tìm ra thấy cái những cái tín hiệu lạ để điều trị kịp thời, để hỗ trợ điều trị kịp thời. Và cũng xin cảm ơn các nhà tài trợ đã ủng hộ cơ sở vật chất phòng khám, ủng hộ gạo lứt, ủng hộ nước kềm và trà thảo dược để giúp cho bệnh nhân chúng tôi đã sớm hoàn thành được phác đồ điều trị và đạt kết quả cao. Một lần nữa thì bây giờ là chúng tôi sắp và thì chúng tôi xin hứa rằng là sẽ cố gắng thực hiện cái phác đồ điều trị và thực hiện theo lời huấn dạy của quý thầy, để không mang phụ lòng của cha Phêrô, cũng không mang phụ lòng của quý thầy và quý nhà tài trợ đã giúp đỡ chúng tôi. Và chúng tôi xin nhắn nhủ rằng các bệnh nhân và hiện nay còn đang ở đây, thì chúng tôi xin nhắn nhủ rằng là các bệnh nhân tiếp tục cố gắng thực hiện tuân thủ phác đồ điều trị của cha Phêrô, tuân thủ hướng dẫn của quý thầy, và những người nuôi bệnh là cùng với bệnh nhân phải là chia sẻ nỗi đau của bệnh nhân, để cùng nhau vượt qua cái cơn đau do cái bệnh ung thư đang hoàn thành trong cơ thể, để cùng nhau vượt qua một ngày gần nhất, sớm ngày gần nhất được đứng lên đây như 17 bệnh nhân chúng tôi. Cuối cùng xin kính chúc quý thầy, quý nhân viên phòng khám, quý nhà tài trợ, quý bệnh nhân và người bệnh một khỏe bình an trong năm mới. Xin được cảm ơn người nuôi của bệnh nhân Phan Thị Tiền dành những lời phát biểu. Kính thưa quý bệnh nhân thân mến, khi mà phòng khám sắp sửa được hoàn thành thì khi đó các thầy sẽ dời tất cả bệnh nhân sang phòng khám mới và sẽ tổ chức cái buổi lễ tri ân những mạnh thường quân, những người đã đồng hành cùng với tất cả các quý thầy và quý bệnh nhân để có một nơi khang trang để mà chúng ta có thể có điều kiện để được chăm sóc sức khỏe tốt hơn. Trong số đó thì có gia đình bác An đã hỗ trợ cho phòng khám là 1.300 đô, cũng như là tài trợ cho một máy phát điện, và rất nhiều mạnh thường quân khác ủng hộ. Thì khi đó phòng khám xây dựng xong, phục dựng xong, sẽ dành một cái buổi tri ân dành cho tất cả các mạnh thường quân. Bây giờ thì thầy Nguyễn Thanh Quý sẽ đọc cái giấy tri ân cho gia đình của bác An. Xin được mời thầy. Con xin thay mặt phòng khám xin đọc giấy tri ân Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam độc lập, tự do, hạnh phúc. Trà Vinh ngày 25 tháng 1 năm 2024. Xin tri ân kính gửi gia đình bác An ở Mỹ. Lời đầu tiên, thay mặt công ty trách nhiệm hữu hạn Cha Tường Yêu Hương Cho Không, có trụ sở chính tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh, xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến gia đình bác An đã hỗ trợ một máy phát điện và số tiền 1.300 đô, đồng hành cùng với các thầy
và các thành viên phòng khám của công ty trách nhiệm hữu hạn Cha Tường Yêu Thương Cho Không. Đây là nghĩa cử cao đẹp, nhân ái của gia đình bác An, góp phần tạo điều kiện và động viên tinh thần cho quý thầy thuốc trên con đường cứu người, tiếp sức quý thầy giúp đỡ cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn vượt qua nỗi đau bệnh tật, sớm ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng. Món quà của gia đình bác An hết sức ý nghĩa, không những về mặt tinh thần mà còn về mặt vật chất, góp phần cùng với công ty trách nhiệm hữu hạn Cha Tường Yêu Thương Cho Không chung tay vì cuộc sống cộng đồng. Với tinh thần và nghĩa tình đó, chúng tôi hai mặt công ty trách nhiệm hữu hạn Cha Tường Yêu Thương Cho Không xin ghi nhận và chân thành cảm ơn gia đình bác An vì nghĩa cử cao đẹp này. Xin chúc gia đình bác An luôn vui, khỏe và hành đạt trong cuộc sống. Xin trân trọng tri ân. Xin được cảm ơn thầy Nguyễn Thanh Quý. Và giấy tri ân này các thầy sẽ gửi cho anh Phạm trước để gửi cho gia đình bác An. Tiếp theo thì các thầy cũng thông báo cái lịch nghỉ Tết năm nay. Phòng khám sẽ nghỉ Tết vào ngày 29, 30, mùng 1 và mùng 2 Tết âm lịch. Thì trong khoảng thời gian đó các thầy sẽ phát thuốc cho bệnh nhân, nhưng cũng khuyến nghị bệnh nhân, tất cả những bệnh nhân đang còn điều trị ở đây, mình vẫn tiếp tục ở lại đây để theo dõi sức khỏe của mình, chứ chúng ta không về nhà để ăn Tết vì lý do sức khỏe là ưu tiên. Vì Tết thì năm nào cũng mình cũng có thể mình đón cái Tết sum tụ đoàn viên với gia đình được. Đương nhiên là các thầy cũng biết tất cả các bệnh nhân cũng mong muốn được đón một cái Tết sum vầy với gia đình. Tuy nhiên mình phải ưu tiên cho cái sức khỏe của mình là trên hết. Có thể năm nay mình không ăn Tết, nhưng năm sau nữa, khi mình khỏe mạnh, mình trở về nhà, mình sẽ có những cái Tết vui vẻ, tốt đẹp hơn bên con cháu. Bởi vì nếu mình về thì mình sẽ đi đường xa, có người thì từ ngoài Bắc, có người thì miền Trung, có người miền Nam. Thì khi đó sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của mình. Cũng như là khi mình về nhà, những cái loại thịt cá rất là nhiều và mình cũng dễ dàng bị cám dỗ để mà có thể mình ăn. Mà cho dù mình không ăn đi chăng nữa, mình thấy những người con, người cháu nhà chơi lô tô, chơi cờ này cờ kia hoặc là bánh mứt đồ các thứ thức đêm thì bắt đầu mình không ngủ, mình cũng thức mình chơi. Như vậy thì nó ảnh hưởng tới sức khỏe của mình. Cho nên thầy cũng khuyến nghị tất cả các bệnh nhân mình cứ tiếp tục ở lại đây để mình được hỗ trợ điều trị. Khi mình có kết quả rồi thì lúc đó mình về nhà mình mới có vui vẻ được. Trước khi kết thúc cái buổi lễ thì các thầy cũng xin dành lời tri ân sâu sắc đến các mạnh thường quân đã giúp cho phòng khám, cũng như là tri ân dành cho chính quyền địa phương. Cảm ơn tất cả chính quyền các cấp đã tạo mọi điều kiện, đặc biệt là chính quyền xã Vĩnh Kim đã giúp cho phòng khám được tiến hành một cách thuận lợi. Bên cạnh việc phòng khám đã đầy đủ các cái giấy tờ cũng như là thực hiện đúng cái quy định của ngành y tế, thì chính quyền địa phương cũng tạo mọi điều kiện để bệnh nhân đến đây để được chăm sóc sức khỏe. Đó là một cái niềm vui và niềm biết lòng biết ơn của các thầy muốn kính gửi đến tất cả các đội ngũ và những người làm việc bên chính quyền. Và trước khi kết thúc buổi lễ thì các thầy xin mời các bệnh nhân hoàn thành phác đồ điều trị ngày hôm nay sẽ chụp hình và thắp cho cha Phêrô Nguyễn Văn Tường một nén nhang. Còn tất cả những bệnh nhân mình tiếp tục điều trị thì mình sẽ tới khu vực của các thầy để tiếp tục mình được hỗ trợ điều trị.